Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh phân tích anime của tớ. Bò là một loài động vật ăn cỏ, bốn chân, được coi là biểu tượng cho mấy thanh niên số nhỏ bị cắm sừng và giật mũi. Bò cũng là danh xưng chúng ta vẫn hay gọi mấy đứa bạn vừa vào game The Big Lock giả dù. Đò mà mấy thằng chơi ngu như bò nha. Nhưng hôm nay chúng ta đến với một loại bò mới trong One Piece mà Oda vừa cho ra mắt. Tất nhiên không phải con này, mà đầy mới đúng. Ryukyu, hay chúng ta vẫn thường gọi với cái tên đô đốc bò xanh, một kẻ cực mạnh nhưng không đẹp trai, đã xuất hiện tại Wano trong chapter 1053 mới nhất. Câu hỏi đặt ra là hắn đến đây làm gì? Nếu chỉ để dọn dẹp bãi chiến trường thì tớ nghĩ là không cần phải đến một đô đốc. Chắc chắn phải có một cái âm mưu nào đó đằng sau, chứ không chỉ đơn giản là đến cho vui. Hôm nay, mời anh em cùng Bì Tứ Hoàng đến với mục đích bí ẩn của đô đốc bò xanh, 5 khả năng có thể xảy ra trong tương lai nhé. Bắt đầu video thôi. Đầu tiên chúng ta phải cần tìm hiểu năng lực, sức mạnh và tính cách của bò xanh. Ryukyu là một gã đàn ông to lớn, body 6 múi, đầu xù, mắt xếch, môi như hai con đỉa trâu mà theo tờ đánh giá thì thái vội cũng được hải đĩa. Nói sơ qua năng lực và sức mạnh vị đô đốc mới, bò xanh sở hữu năng lực vươn dài ngón tay như những cái xúc tu trong phim Hai Ten. Đặc biệt, những cái xúc tu này á có khả năng hút chất dinh dưỡng từ kẻ thù. Nạn nhân tiêu biểu nhất là nghệ sĩ hài nhân dân Queen khi bị bò xanh hút héo quắt cả người. Giá mà khả năng trên được nhân rộng thì chắc chị em không cần phải lo ăn kiêng nữa, hút cái gáy đét luôn. Đây cũng là lý do giải thích cho việc bò xanh đã 3 năm không cần ăn uống mà vẫn sống nhăn răng. Anh đến Wano với khẩu hiệu tao là đàn em của Sakazuki, một mình tao, chấp hết. Nên chỉ bằng một thân một mình, vị đô đốc này vẫn dễ dàng hạ cả bộ đội All Star mạnh nhất dưới trướng Kaido. Với cái năng lực mạnh mẽ như vậy, tinh khí mang hơi hướng Aokiji nhưng lại thần tượng Akainu. Đô đốc bò xanh Ryukyu xuất hiện tại Wano để thực hiện nhiệm vụ sau khi Kaido và Big Mom chính thức bị đánh bại. Vậy cái nhiệm vụ đó là gì? Mời anh em xem tiếp nhé. Đầu tiên, tôi nghĩ khi bò xanh đến Wano khả năng cao thì chúng ta sẽ biết được chuyện gì xảy ra với Sabo trước đó. Thông tin cuối cùng về Sabo là khi anh cùng các thủ lĩnh quân cách mạng đối đầu với đô đốc Fujitora và Ryukyu tại Marichoy. Đã hơn 100 chapter anh nhà mất tích. Có thể trong hồi tưởng của bò xanh hoặc khi gã đô đốc này chạm trán Luffy, chúng ta sẽ biết ít nhiều về manh mối tổng tham mưu trưởng quân cách mạng. Có khá nhiều những tình tiết cho rằng một chuyện gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra với Sabo cùng đồng đội thông qua phản ứng của Makino, Dadan và Dragon tại chapter 956 đúng không? Tuy nhiên, bản thân Lù vẫn chưa biết đến chuyện này. Trước đó, tại chapter 925, Ryukyu và Fujitora là hai nhân vật được cho là đã có một màn trao đổi chiêu thức với các chỉ huy quân cách mạng. Đồng nghĩa với việc bò xanh biết được chuyện gì đó đã xảy ra. Cơ mà, nhìn cách đô đốc tôn trề hạ hai chỉ huy tứ hoàng dễ như ăn chơi thế kia thì có vẻ Sabo lành ít dữ nhiều. Tớ nghĩ là vậy. Át hẳn khi anh em xem tới đây thì sẽ cảm giác hơi cấn cấn đúng không? Bởi anh em cho rằng cặp đôi hoàn cảnh King Queen chưa hoàn toàn hồi phục nên mới dễ dàng bị hạ như vậy. Nhưng theo tớ thì họ đã trở lại trạng thái khoảng 70-80% sức mạnh rồi. Đừng quên cả hai đều có cái chế doan cổ đại siêu hồi phục, cộng thêm một tuần trôi qua, tớ nghĩ là nó quá đủ để họ có thể tĩnh dưỡng. Cũng có thể bò xanh biết một số chuyện xảy ra tại Alabasta. Anh em có còn nhớ đoạn mở đầu chapter 956? Garp đã muốn nói chuyện với vua Neptune về những sự cố xảy ra ở vương quốc Alabasta. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết những chuyện đó là gì. Vì vậy, nếu bất kỳ điều gì tồi tệ diễn ra với Sabo lẫn Vivi, thì thông tin từ đô đốc Ryukyu sẽ là động lực để Luffy tìm tới và giúp đỡ họ. Cái khả năng thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với anh em đó là dựa vào tinh khí có phần hao hao giống Aokiji của bò xanh. Chắc nhiều người vẫn nhớ tại sự kiện diễn ra ở Long Ring Long Land, cựu đô đốc Aokiji đã có động thái tấn công chống lại não cao su, một hành động cực kỳ nguy hiểm đối với tính mạng. Nhưng có vẻ ông nhận ra nó là main nên kịp thời dừng lại. Cái mà tôi muốn nhắc đến ở đây cho anh em hiểu đó là trước đó tại chapter 319, đô đốc Aokiji giúp đỡ cho Tôn Chít bằng cách đóng băng mặt biển. Nhờ vậy mà Tôn Chít và Shelly có thể đi qua con đường vượt biển do ông tạo nên. Còn khi ở Red Rosa, Fujitora đã ra tay giúp đỡ những người dân tại nơi đây. Vì vậy biết đâu mà chừng, Ryukyu cũng có ý tốt giúp cho vương quốc Wano hồi phục, dù cho nhiệm vụ hàng đầu vẫn là săn lùng Luffy để được Akainu tặng phiếu bé ngoan. Ở thời điểm hiện tại,
điều kiện tự nhiên của Wano đã và đang vô cùng tồi tệ bởi các hoạt động của nhà máy. Dù cho Momonosuke cố gắng khắc phục, nhưng với lượng chất thải quá lớn làm ô nhiễm thiên nhiên thì sẽ phải cần một khoảng thời gian dài Wano mới có thể hồi phục trở lại như cũ. Dù sức mạnh bò xanh vẫn chưa được thể hiện quá rõ ràng, nhưng nó lại liên quan đến thực vật. Vậy nếu đô đốc bò xanh sử dụng năng lực của ông để trồng cây tại Wano, thì đây có khả năng trở thành một giải pháp nhanh chóng nhất để cải thiện tình hình cho đất nước này. Giống như cái cách mà cụ nhất đã làm bên hàng xóm Naruto chẳng hạn. Và cái khả năng tiếp theo, tức là khả năng thứ 3, tớ cho rằng xảy ra cao nhất là bò xanh sẽ chủ động inbox liên lạc cho Y. Hiện tại, anh vẫn giữ liên lạc với các hải quân khác như Kobe. Kể cũng may, các cụ nói cấm có sai, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt, cứ bao phải cho dễ sống. Thông tin anh em cứ nhìn thằng Apu là biết, gió chiều nào xoay xe chiều đó nên có làm sao đâu. Học hỏi từ người đi trước quay xe kịp nên đến giờ mật vụ Y vẫn bảo toàn được tính mạng. Nếu Ryokugyo biết điều này, có lẽ ông ta sẽ cố gắng tìm ra Y. Sau khi băng hải tặc Bách Thú chính thức sụp đổ thì nhiệm vụ của anh tại băng tạm thời coi như kết thúc. Mới đây thôi chúng ta vẫn thấy anh ngồi hàn huyên tâm sự cùng ông bạn già Hawkins. Không biết tình hình anh có ổn không, chứ nhìn đống vết thương chắc đoán cũng 8 phần bất lực rồi. Đã đến lúc anh trở về nhà và tận hưởng kỳ nghỉ trước khi Oda lại đưa anh vào thế khó thêm một lần nữa. Khả năng thứ tư, đây cũng là dự đoán của không ít người hâm mộ, bởi theo như những gì đã diễn ra, bò xanh sẽ có một cuộc va chạm với băng mũ rơm. Thậm chí, một trận chiến lớn có khả năng sẽ nổ ra. Nhưng anh em, hãy thử nghĩ mà xem nhé. Xét về phương diện sức mạnh, Luffy giờ đây đã ở cấp độ ngang hàng đô đốc hải quân rồi, tớ cho là như vậy. Nên nếu một cuộc chiến thật sự xảy ra thì Luffy hoàn toàn đủ năng lực chiến đấu ngang ngửa với Ryokugyu, thậm chí đấm gã người cày không trượt phát nào. Thân là một đồ đốc, bò xanh chắc cũng hiểu việc chủ động gây hấn với một đứa vừa tiễn sinh vật mạnh nhất hành tinh đi ăn chuối ca nải là một điều không mấy gì là thông minh. Nếu muốn làm việc này, Akainu phải cử Ryokugyu đến sớm hơn chứ không chờ mũ rơm hồi phục. Mà kể cả việc bò xanh đến ngay sau khi Lù quất liền hai hiệp với Kaido, lúc này vẫn còn dạng Nikai thì đồ đốc cũng chưa chắc là có phần thắng. À, cái câu này tớ không có nói rằng bò xanh yếu hay gì đâu nha anh em, chỉ đơn giản là tớ cho rằng cái dạng Nika của Luffy lúc đó nó đang vẫn còn tác dụng thì cậu vẫn có thể chiến tiếp được một chút gì đó, hoặc là có một cái đó có thể hỗ trợ cậu. Hơn thế nữa, hiện tại các lực lượng chính của Liên minh đánh bại Big Mom, Kaido vẫn đang có mặt đầy đủ. Luffy và Zoro cũng như các thành viên khác trong Liên minh đã hồi phục dần. Vì vậy, cái việc mà đô đốc bò xanh đến Wano gáy bẩn lấy đầu não con su hoàn toàn tớ nghĩ là không khả thi. Tất nhiên, kể cả việc có nổ ra một cuộc chiến thì nó chắc chắn không kéo dài lâu, bởi vì băng mũ rơm vì lý do gì đó để rời đi từ sớm, tránh việc đêm dài lắm mộng khiến cho Wano lại một lần nữa lâm vào chiến tranh. Theo tớ suy đoán, sự xuất hiện của bò xanh có thể được báo cáo đến băng mũ rơm, khiến cho Lu và đồng đội rời đi một cách nhanh chóng. Hay cụ thể biết được tình hình Sabo lẫn Vivi là nguyên nhân khiến cho cậu quyết định rời đi để nhanh chóng viện trợ. Và khả năng cuối cùng, bò xanh đến Wano theo nhiệm vụ riêng, tiếp quản Wano đồng thời yêu cầu đảo quốc Samurai gia nhập chính quyền thế giới. Bên cạnh đó, ông sẽ áp giải hai tứ hoàng về tổng bộ. Như chúng ta đã biết thì Orochi từng có những giao dịch với Shibizaro, dù Wano dưới sự cai quản của Kaido vẫn là một đất nước không nằm trong liên minh chính quyền thế giới. Phía chính phủ cực kỳ lo ngại lực lượng Samurai, đến cả Akainu và Ngô Lão Tình cũng phải nói rằng không đủ sức tiến hành một cuộc chiến tại đây. Trước đây, khi Kaido còn thống trị, còn Orochi là Shogun, chính quyền đã lén lút đi cửa sau để hợp tác yên ổn với đảo quốc Wano buôn lậu vũ khí. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, giờ đây khi tình hình đổi thay, Kaido và Orochi bị lật đổ, chính quyền cần có một người đủ sức nặng để thương lượng với Shogun mới của Wano là Momonosuke. Chính vì điều này mà khả năng cao đô đốc bò xanh đến Wano để mang theo một lời đề nghị mở cửa Wano, sau đó cho bọn họ gia nhập liên minh. Bên cạnh đó, Big Guy đã bị đánh bại, đây là thời cơ tốt nhất để hải quân bắt giữ được hai vị tứ hoàng này. Tuy nhiên, thì đã 7 ngày trôi qua tính từ thời điểm Kaido rơi vào hố dung nham với Big Mom. Nếu hai cựu tứ hoàng còn sống nhá, đám con Big Mom chắc chắn sẽ cứu sau đó đưa cả hai cùng đi. Ryokugyu là một đô đốc rất mạnh cộng thêm có Booster Gold. Việc chặn đường đối đầu hai tứ hoàng cùng đám con của Big Mom không phải quá khó khăn. Nhìn chung,
Việc đô đốc bò xanh xuất hiện ở chapter 1053 và cuộc trao đổi ngắn giữa đô đốc này với Akainu trước đó đã mở ra nhiều hướng mới cho Aquano. Qua việc hồi phục sau khi vừa đánh bại hai tứ hoàng cùng ba bách thú, liên minh mũ rơm hoàn toàn đủ sức đối mặt với bò xanh nếu cả hai chạm trán trực diện. Trên đây là những khả năng mà theo tớ dễ xảy ra nhất trong tương lai khi đô đốc bò xanh đã có mặt tại đây. Liệu Oda có quá dễ đoán hay Thánh lại tiếp tục cho quay xe để chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác? Anh em thấy sao về 5 cái khả năng mà tớ vừa đề cập, khả năng nào là sẽ dễ xảy ra nhất? Hãy comment ở phía bên dưới để cho bọn tớ biết nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bí Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!